Sắp Đồ Kho Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình lên cái lô cước mình xả bán cho anh em nha. Đó. Cái này là bán đồng giá 50.000 một cuộn. Đó, xếp từ 5 cuộn nó lên nha anh em. Xếp từ 5 cuộn nó lên. Đó, tiền phí xếp là 30k. Thì ở đây nó có dây là dây 1.5, dây số 3, dây số 7, dây số 5. Đó, dành cho để cho anh em câu rơn câu đài nha. Dây này dây Nhật không? Dây số 7. Bán xả cho anh em là đồng giá là 50k một cuộn. Đó, anh em cần số gì thì anh em nhớ nhắn vô cho mình nha. Số 7 là cao nhất. Số 3 là nhiều ha. Số 4, số 1, số 2. Đó. Dành cho để cho anh em tấm thẻo ha. Vô máy cũng được mà vô máy nhỏ nha anh em. Cuồng này nó khoảng cũng còn khoảng 100 mét ha, ở 100 mét trở xuống. Có cuồng vài chục, cũng có cuồng có hơn, dây nào nhỏ thì nó hơn. Đó. 50.000 cuồng. Còn bên đây thì là 40.000. 40.000 cuồng thì dây nó ít hơn xíu nha. Cũng dây số 3 nha, số 3 có cuồng số 8. Dây nó còn nè, đó. À, cũng còn khá nhiều nha anh em. Đó. 30.000. Cái 40.000 này 40.000 nha anh em. Cái cuồng này 40.000. Còn đây là 30.000 cuồng, nó ít hơn nữa. Đó. Cái cuồng một cuồng là 30.000 đồng giá hết. Anh em lấy số nào thì nhắn shop chuyển cho anh em nha. Còn bên đây 20. Anh em này để cho mấy anh em câu đài, câu đơn câu đài rồi nè. Giá số 1 với 1.5. Đó. Rất là nhiều nha. Này bán xả cho anh em luôn nha. 20.000, bên đây 20.000. Đây 30. Đây là 40 nha. Còn đây 50.000 cùng. Anh em mua thì nhắn mình số Zalo nha. Số Zalo của shop có để trên tiêu đề với cái phần mô tả nha. Số là 0907693909. Cùng này còn nhiều nè. Đó. Anh em tóm thẻo tóm nho rồi nha, vô máy cũng được, câu tôm, câu cá nhỏ, cá chép, cá mì dinh. Đó, anh em cần thì nhắn shop nha, anh em cứ nhắn là từ số mấy, loại 30.000, loại 50.000, loại 20, loại 40 thì shop sẽ ship cho anh em nha. Số lượng là khoảng 3-4 cuồng, 5 cuồng nha. Cứ 1-2 cuồng không có ship được nha anh em. Tốn ship anh em nữa. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.